Ok, bây giờ mình sẽ có cái cách viết của thầy. Một số bạn chưa quen, không biết là có phù hợp là chỗ mà thầy viết cái nhân viên chấm DAO này hay là chúng ta viết trực tiếp qua mail. À, ý kiến của các bạn thì thế nào? Khi mà thầy viết như vậy á, thì nó rất là thuận tiện cho các bạn sau này. Kể cả là cái menu này nè, thì chúng ta cũng có thể là viết riêng ra bên ngoài luôn. Ở trong này chúng ta chỉ gọi cái menu vào thôi, menu vào thôi, chứ còn không có viết gì bên trong cái main này cả, thì nó sẽ hay hơn. Hay hơn là chúng ta sẽ viết chung vô trong này. Nhưng mà các bạn quen viết trong này thì chúng ta viết trong này thôi. Rồi, hôm trước chúng ta đã viết được chức năng thoát, nhập, xuất và chức năng 3 tìm và hiển thị. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có scan rồi mã nhân viên scan vào. Như vậy cái đề người ta yêu cầu là tìm và hiển thị nhân viên theo mã nhập vào từ bàn phím. Thì đây, mình nhập vào từ bàn phím đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm. Tìm ở đâu? Thì tìm trong cái ArrayList. Nhưng cái ArrayList của mình là khai báo bên này. Khai báo bên cái nhân viên DAO. Đây, ArrayList đây. Cái này là cách triển khai code thôi. Còn bạn để cái ArrayList ở đâu, nó cũng không có quan trọng lắm tại giai đoạn này. Tại giai đoạn này thì không quan trọng nhé. Nhưng mà với những cái môn học cao hơn, ví dụ như Java 4, Java 5, thì tất cả mọi cái class của các bạn nó đều có ảnh hưởng đến cái quá trình code của các bạn. Cho nên là các bạn làm quen dần dần, các bạn tách code ra theo từng cái class thì sau này các bạn sẽ cảm giác nó sẽ dễ. Trong cái phần nhân viên của chúng ta khai báo một cái nhân viên, danh sách nhân viên ArrayList ha, danh sách nhân viên, và chúng ta có phương thức nhập. Hôm trước chúng ta đã nhập được rồi. Nếu mà bạn nào cần ôn tập lại cái phương thức nhập thì chúng ta sẽ quay trở lại. Phương thức xuất xuất thì khá là đơn giản, cứ for cái danh sách nhân viên xong ứng với mỗi nhân viên thì chúng ta xuất thông tin của nhân viên ra. Xuất thì khá là đơn giản. Chúng ta sẽ đi tiếp đến là tìm và xuất. Xuất này là xuất tất cả, còn xuất này là xuất một nhân viên mà có cái mã trùng với cái mã mà chúng ta đang cần tìm đấy. Như vậy chúng ta sẽ quan tâm đến cái chức năng 3, tìm đến cái mã mà chúng ta cần tìm. Như vậy thì chỗ này cái string mã nhân viên này là do chúng ta gọi từ bên main đây. Mã nhân viên mình truyền vào chương trình đây. Như vậy thì đối với lại cái tìm xuất này chúng ta sẽ làm gì? Giả sử chúng ta chưa tìm thấy ha, vô đây là chúng ta giả sử chúng ta chưa tìm thấy. Và chú ý chỗ này, đối với lại danh sách nhân viên của chúng ta, tại sao thầy sẽ phải break chỗ này? Lý do là chúng ta for thì nó sẽ chạy từ đầu đến cuối, mà giả sử mới vào nhân viên đầu tiên là chúng ta đã tìm thấy đúng cái mã nhân viên mình cần tìm, mình xuất thông tin xong, và nếu như không có hai cái lệnh này thì nó sẽ quay lại nó duyệt danh sách nhân viên của chúng ta cho đến khi nào hết thì thôi. Giả sử nhân viên của chúng ta có 1.000 nhân viên thì lần đầu tiên nó đã tìm thấy, nhưng 999 lần phía sau nó cũng phải duyệt cho hết mảng, không hay, được chưa nào? Cho nên ở chỗ này, nếu trong trường hợp mà chúng ta đã tìm thấy thì chúng ta báo là tìm thấy rồi và chúng ta thoát khỏi cái vòng lặp for luôn, chắc chắn không còn nữa, bởi vì mã của chúng ta là duy nhất. Nếu trong trường hợp các bạn tìm tên thì nó có hai trường hợp để các bạn sẽ phải break hay không. Nếu như các bạn có sử dụng break thì nó sẽ tìm thấy cái tên đầu tiên là nó thoát. Nếu ở phía sau còn nữa, nó cũng không tìm tiếp.
Nếu trong trường hợp mà chúng ta không dùng crack thì cái vòng for này nó sẽ duyệt cho đến hết mảng. Trong đó có bao nhiêu dữ liệu trùng với cái dữ liệu mình đưa vào thì nó xuất ra hết. Đó, công dụng của cái crack và không có crack nó như vậy. Và mình muốn rằng sau khi mình duyệt cái vòng for này thì sẽ cho mình biết có tìm thấy hay không. Nếu tìm thấy thì xuất ra thông tin của nhân viên. Còn nếu không tìm thấy thì cũng xuất ra cho mình câu là không tìm thấy nhân viên có mã này. Thì chỗ này mình muốn làm được như vậy, các bạn sẽ có một cái biến kiểm tra. Lúc đầu là không thấy. Sau đó nếu tìm thấy là vô đây. Thì chúng ta đặt là đã tìm thấy rồi. Xuống đến đây. Nếu trường hợp mà nó duyệt cả vòng for mà không có trường hợp nào mà nhảy vô đây cả, tức là không có nhân viên đó, thì cái kiểm tra này nó vẫn vang giá trị là false. Và xuống đến đây, hết vòng for nó cũng không được nhảy vô, thì đến đây nó vẫn là false. Mà khi nào mà nó false thì chúng ta phủ định của false là true. Nếu true thì thông báo không tìm thấy nhân viên. Như vậy các bạn đã thấy được là mình đã hoàn thành được cái yêu cầu 3 chưa? Tìm xúc. Được không nào? Hello. Rồi, chức năng máy nữa. Tương tự như vậy, nếu như bạn muốn thì bạn sẽ tìm và xóa. Tương tự như tìm xúc, không có gì đặc biệt cả. Chỗ này tìm và mình lấy nhân viên xuất thông tin. Thì khi mình tìm thấy rồi, mình xóa nhân viên. Tuy nhiên, khi mà mình xóa đó, thì mình sẽ chú ý. Một là mình xóa, mình remove cái nhân viên này là remove object. Còn không thì bạn remove index. Như vậy cái code giữa tìm xuất và tìm xóa gần như không có gì khác nhau. Đây, tìm xuất và tìm xóa gần như không có gì khác nhau. Được ha? Tìm xóa và tìm xuất. Như vậy tìm, nếu thấy thì xuất. Đây, nếu thấy thì xóa. Một cái giống y chang. Tìm xúc và tìm xóa. Đối với cập nhật, chúng ta sẽ tìm và cập nhật. Cái cập nhật là nó rắc rối nhất. Đối với lại cái vấn đề mà chúng ta cập nhật nhân viên thì nó là rắc rối nhất. Thì tùy cái quan điểm, bởi vì trong bài của chúng ta không nói đến việc là cập nhật thì cập nhật thông tin thôi, hay là có thay đổi cả cái kiểu nhân viên không. Còn đối với mình ở đây thì đứng ứng với nhân viên cũ là kiểu gì thì nhân viên mới chúng ta để nguyên trạng cái loại nhân viên đó. Ví dụ như mình bắt ra được là cái đối tượng của chúng ta là nhân viên thì chúng ta tạo mới, nhập lại một cái nhân viên. Nếu như chúng ta lấy ra được cái thông tin đó là của một bạn tiếp thị thì chúng ta nhập lại thông tin của tiếp thị. Chỗ này chúng ta bị sai. Hôm trước chúng ta hướng dẫn chỗ này bị sai tí nè. Nếu như mà cập nhật á thì chỗ này cập nhật lại là nó bay luôn cái mã nhân viên á. Nó bay luôn cái mã nhân viên. Cho nên chỗ này, trước khi mà các bạn thêm set chỗ này thì các bạn sẽ lấy nhân viên chấm set mã nhân viên bằng mã nhân viên. Tức là mình không có lấy cái mã nhân viên. Còn không, nó hay hơn nữa đó, hay hơn nữa. Thì ở bên trong này nếu là nhân viên thì chúng ta chỉ có nhập là họ tên với lương. Họ tên với lương. Rồi chúng ta cập nhật. Còn mã nhân viên là không cập nhật.
Còn bạn muốn một cách mà cực kỳ hay thì mình lấy cái nhân viên mà mình lấy được này nè, get y này nè, mình show ra cái tên, show ra cái mã nhân viên. Nếu mà mình hỏi cái mã nhân viên mới là enter, tức là không nhập gì, thì coi như chấp nhận mã cũ. Tên nhân viên cũng vậy, nếu không nhập gì thì chấp nhận mã cũ, còn nếu mà nhập thì lấy mã mới. Các bạn có kịp cái phần đó không? Tức mình không có gọi cái nhập này. Hả? Mình không có gọi. Đây, có các bạn khác thì có kịp ý của thầy không, hay là thầy làm luôn cái phần đó? Hello. Có muốn thầy làm luôn cái phần là nhập thông tin cho từng từng loại không, hay là thôi? Dạ có thầy ơi. Ok. Như vậy ở chỗ này, đối với lại cái nhân viên thì chúng ta sẽ chuẩn bị trước. Chúng ta vô đây thì đối với nhân viên thì chúng ta sẽ xuất ra chuẩn bị một cái mã nhân viên, được tên nhân viên, mã nhân viên và tên nhân viên, lương. Như vậy thì mình muốn làm cho nó gọn thì mình vô cái là mình nhập mã, nhập tên, nhập lương. Sau đó nếu như mình kiểm tra nó là nhân viên thì mình tạo mới nhân viên luôn. Ok. Rồi. Như vậy thì trong trường hợp chỗ này, đối với lại nhân viên hay tiếp thị hay trưởng phòng đều có thông tin chung là của nhân viên. Thông tin đó là mã nhân viên, tên và lương. Cho nên ở chỗ này, khi mình lấy được nhân viên rồi, mình sẽ chỗ này chưa có scan ha. Mình khai báo một cái scan đã, bởi vì mình đang nhập thì mình sẽ cần scan. System.in. Rồi, ở chỗ này mình sẽ nhập mã nhân viên trước. Như vậy thì mình sẽ add out. Mã nhân viên, mã nhân viên cũ. Rồi, mình cộng với nhân viên chấm get mã nhân viên, mình sẽ cộng với cái thông tin bạn muốn cập nhật không, get mã nhân viên. Chỗ này sai rồi, chỗ này mình sẽ là nhân viên sẽ bằng danh sách nhân viên get y, tức là mình lấy cái nhân viên đó ra, get nhân viên get y. Rồi, ok. Nhân viên cũ, mã nhân viên bạn muốn cập nhật không, hoặc là mã nhân viên mới. Rồi, như vậy xuống đây chúng ta sẽ string mã nhân viên bằng scan chấm
Next line. Xuống chúng ta sẽ kiểm tra nếu mã nhân viên chấm is empty, nếu như rỗng ha thì chúng ta sẽ bỏ qua, còn nếu khác rỗng mã nhân viên bằng scan chấm netline, mã nhân viên đã tồn tại, mã nhân viên new. Nếu mã nhân viên new mà empty thì chúng ta không làm gì. Còn nếu như mà không có phải empty, tức là không rỗng, thì nhân viên chấm set mã nhân viên bằng mã nhân viên new. Như vậy chúng ta đã cập nhật được mã nhân viên. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ copy cái này ra. Tên cũ và nhân viên mình get tên get thu nhập, get họ tên cộng với tên nhân viên mới. Chỗ này mình sẽ là tên nhân viên mới. Nếu như tên nhân viên mới mà không trống thì mình sẽ set tên, set họ tên nhân viên với tên nhân viên mới. Còn nếu như mà nó rỗng thôi, bỏ. Tương tự như vậy, chỗ này chúng ta bỏ ln. Lương cũ nhân viên get lương nhân viên mới, lương nhân viên mới, nếu lương nhân viên mới set lương nhân viên mới. Rồi các bạn thấy các cái hàm mà get set cho get set cho từng cái thuộc tính, thấy hay không? Lương chỗ này là double net double. Nếu lương nhân viên chấm chết rồi, chỗ này bạn phải khai báo là double hoa thì chỗ này lương nhân viên chúng ta mới chấm được. Ok, như vậy chỗ này các bạn sẽ kiểm tra xem mình sử dụng được XNA không nhé. X empty. Rồi, X không có nha. Như vậy thì đối với lại số thì chúng ta làm sao? Đối với lại chuỗi thì chúng ta empty. Còn đối với số thì chỗ này chúng ta không nên nhập double. Không nên nhập double, mà chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức try catch. Chỗ này rất hay. Đó, ok. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng try catch như thế này. Lương mới. Chúng ta sẽ sử dụng try catch cái gì? Vô bên trong
vô bên trong. Lương mới chúng ta sẽ bằng chỗ này chúng ta sẽ có string trước đi. Nó có cái độc lạ lắm các bạn. Lương string bằng scan chấm net line. Rồi chỗ này chúng ta sẽ skin chấm net line. Nếu tương tự như vậy, nếu như lương string chấm it empty thì bắt đầu mình mới làm cái chuyện này. Chuyện thứ nhất là mình sẽ có một cái báo, có một cái lương new, nó sẽ bằng double chấm bạc double cái lương string qua. Đấy, để mình gài vô cái chỗ empty này nè. Tức là mình không nhập gì thì nó bỏ qua. Nếu trong trường hợp mà mình không nhập gì thì nó không xuống đây. Nó không xuống đây thì nó không làm gì hết và nó bỏ qua. Như vậy chỗ này sau khi mà mình chuyển được rồi thì cái nhân viên của mình nó sẽ set lương nhân viên chết. Nhân viên chấm set lương theo cái lương new. Đấy. Như vậy làm cái này thì nó hơi dài, nhưng mà đây là một giải pháp rất hay để chúng ta nhập ha, try. Nếu như nhập chỗ này là một cái empty thì chúng ta không làm, thì nó lấy lương cũ. Còn cái catch này để mình tránh cái trường hợp là khi mà mình ép vô một cái chỗ này không phải là số 1 hay 3 mà là chữ ABC thì nó bị lỗi. Nó bị lỗi thì nó bỏ luôn. Nếu như bạn muốn thì bạn quay lại để nhập lại, còn không thì chỗ này bỏ luôn, nhập ABC cũng không tính, lấy lương cũ luôn. Đó, hay dữ đó ha. Như vậy xuống đây mình vẫn kiểm tra. Mình vẫn kiểm tra nếu như mà nhân viên là đối với lại bạn này thì coi như là mình xong rồi đó. Mình không có cần phải làm gì hết. Nhân viên của chúng ta. Rồi. Cái tiếp theo, nếu trong trường hợp mà nhân viên của chúng ta mà là tiếp thị thì chúng ta cũng không new cũng không nhập mà quay trở lại, chúng ta sẽ làm chỗ này. Đó, tiếp thị. Nếu như tiếp thị thì chúng ta sẽ làm gì chỗ này? Nếu như là nhân viên tiếp thị, đây, nếu là nhân viên tiếp thị, đối với lại nhân viên là chúng ta nhập xong rồi nhé, bắt buộc phải có mã số, họ tên và lương xong rồi. Tiếp thị thì chúng ta chỉ có hoa hồng và huê hồng và doanh số. Như vậy chỗ này đối với tiếp thị thì chúng ta sẽ hỏi là doanh số cũ. Chỗ này nhân viên của chúng ta sẽ get doanh số. Rồi chú ý chỗ này, nhân viên, ok. Nhân viên của chúng ta nó đang bị thiếu cái tiếp thị, cho nên chỗ này nó không có ra ghép được. Ok, chúng ta sẽ tiếp thị nhân viên tiếp thị chấm ghép doanh số. Bên này mình biết chưa?
Get doanh số. Cộng với mini nhân viên tiếp thị, cộng với tiếp thị, tiếp thị nếu get nhân viên ok. Nhân viên ở trên này mình có một cái nhân viên rồi, ok, xuống đây nào, nhân viên tiếp thị mình sẽ có tiếp thị, nhân viên tiếp thị bằng danh sách nhân viên get y chấm phẩy rồi, ok, đấy nó chịu ha. Nhân viên tiếp thị bằng danh sách nhân viên get y, như vậy chỗ này mình sẽ lấy là nhân viên tiếp thị get doanh số, doanh số mới. Chỗ này mình sẽ có doanh số new, doanh số new bằng scan netline. Rồi mình sẽ phải dùng cái try catch rồi. Như vậy mình sẽ dùng cái này. Try thôi, không cần catch. Doanh số nó cũng là số. Doanh số nó cũng là số. Chỗ này là doanh số string. Nếu như doanh số string empty thì doanh số new doanh số nhân viên tiếp thị chấm set doanh số bằng doanh số new. Rồi ok, try get bị sai cú pháp ở đâu, nếu túc dưới này luôn hả, nếu nhân viên là tiếp thị, tiếp thị try sao nó đóng dưới này, sao nó không đóng đây, à mình thiếu một cái đóng đây nữa. Rồi nếu ok
Rồi, như vậy thì nếu là nhân viên tiếp thị thì chúng ta sẽ nhập lại doanh số cũ, doanh số mới mà rỗng thì bỏ qua, doanh số không rỗng thì doanh số mới tiếp thị doanh số. Ok. Để thử coi chỗ này không hay ha. Nếu chỗ này, chỗ này chúng ta sẽ lấy nhân viên, chuyển nhân viên qua chứ không 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 ghét nữa, bởi vì cái nhân viên ở trên này mình đã có họ tên được thay đổi rồi. Chuyển nhân viên qua để mình test thử tí nữa nó có vấn đề gì chúng ta sẽ tính sau. Nếu như nhân viên là tiếp thị thì chúng ta vô nhập doanh số và chúng ta sẽ nhập tiếp một cái nữa tương tự như vậy là hoa hồng. Hoa hồng cũ, hoa hồng mới, chỗ này chúng ta sẽ là hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng. Hoa hồng new. Set hoa hồng new. Như vậy nếu là tiếp thị thì chúng ta đã set được thêm hoa hồng. Đó. Chỗ này tiếp thị set thêm hoa hồng. Rồi, như vậy chỗ này mình phải kiểm tra cái nhân viên nữa. Nếu mà nhân viên thì mình add luôn, mình thay thế luôn. Nếu là tiếp thị, ok. Chỗ này mình sẽ nếu như nhân viên, nếu như nhân viên it, nếu như nhân viên nếu nếu là nhân viên thì mình vô mình sẽ lấy là danh sách nhân viên chấm set tại vị trí y nhân viên. Còn không, rồi mình xuống đây mình sẽ nếu tiếp, nếu là nhân viên tiếp thị thì mình đẩy cái nhân viên tiếp thị qua và sau khi mình thêm hai cái phần doanh số và hoa hồng rồi thì chỗ này sau khi thêm xong thì mình sẽ lấy danh sách nhân viên chấm set tại vị trí y nhân viên tiếp thị. Ok. Và tương tự như vậy thì còn trưởng phòng. Trưởng phòng thì có trách nhiệm. Vậy chúng ta sẽ copy cái phần này. Trưởng phòng thì chúng ta có trách nhiệm. Như vậy chỗ này chúng ta có trưởng phòng bằng nhân viên trưởng phòng. Chỗ này sẽ là trưởng phòng.
Rồi chúng ta sẽ lấy là trách nhiệm. Trách nhiệm cũ và nhân viên trưởng phòng ghét trách nhiệm. Trách nhiệm mới. Trách nhiệm. Nếu trách nhiệm rỗng, trách nhiệm. Trách nhiệm. Chỗ này là trưởng phòng xếp trách nhiệm. Nếu như trưởng phòng xong thì chúng ta lấy danh sách nhân viên chấm xét tại vị trí y nhân viên trưởng phòng. Rồi như vậy thì chúng ta lại bỏ cái này đi, bỏ cái này đi, bởi vì chúng ta đã xét ở trên rồi. Ứng với nhân viên thì chúng ta xét ngay vì không cần nhập gì thêm. Ứng với tiếp thị thì chúng ta nhập thêm doanh số và hoa hồng. Còn không, ứng với trưởng phòng thì chúng ta nhập thêm trách nhiệm. Và chúng ta xét cho từng thành phần, bởi vì bây giờ chúng ta đã tách ra rồi, cho nên chúng ta không có ghép chung như lúc nãy. Rồi, kiểm tra bằng true fact. Ok, chúng ta sẽ chạy lại cái phần cập nhật của chúng ta. Hồi nãy mình quên viết cập nhật 2 ha. Mình viết cập nhật 2 thì nó hay hơn. Thầy sạc pin cái. À, như vậy chúng ta sẽ chạy thử. Chúng ta sẽ nhập 3 nhân viên. Chức năng 1, nhập nhân viên. Thứ nhất là nhân viên. Mã số là nhân viên. Tên là nhân viên. Lương 1. Có. Chúng ta nhập cái thứ hai. Mã số của nhân viên này là tiếp thị. Tên là tiếp thị. Lương là 2. Doanh số là 2. Huê hồng là 2. Có. Chọn trưởng phòng. Mã số là trưởng phòng. Tên là trưởng phòng. Lương là 3. Trách nhiệm là 3. Không. Chọn số 2. Xuất danh sách ra. Mã nhân viên, tên nhân viên, thu nhập là 1, thuế, tiếp thị, thu nhập là 6. Rồi, ok, chỗ này hình như có gì đó sai sai không ta? 6, 1%, đúng rồi. Rồi, cái tiếp theo, chúng ta sẽ cập nhật. Bây giờ chúng ta sẽ cập nhật cho bạn nào? Số 5. Chúng ta sẽ tìm mã cần cập nhật. Ví dụ như là chúng ta cập nhật cho bạn nhân viên trước đi ha. Chúng ta đổi lại cái tên. Mã là NV. Enter. Thì nó nói mã cũ là NV. Mình có nhập mã mới không? Không. Thì nó xuống nó hỏi tên cũ là nhân viên. Mình nhập là Nguyễn Thị Hoa.
Enter. Lương cũ là 1, lương mới là 11. Enter. Ha. Rồi, như vậy mình đã cập nhật cho bạn nhân viên, mình sẽ lấy danh sách mình xuất ra. Mã nhân viên tên Nguyễn Thị Hoa, thu nhập là 11. Đó, thuế là 1. Đổi rồi ha. Mình sẽ thực hiện chức năng 5. Mình cập nhật cho nhân viên tiếp thị. Nhân viên tiếp thị. Bây giờ cái mã cũ là tiếp thị, bây giờ mã mới mình để là TT01. Tên cũ là TT. Mình để im. Đó, lương cũ là 2. Để im. Nó bị trôi rồi các bạn. Hồi nãy mình bị làm gì mà nó trôi nhỉ? Chức năng 2. Như vậy thì mã. Mã nè. Tên để im nè. Thu nhập. Thu nhập thì đúng ra nó phải hỏi tiếp của mình là gì nhỉ? Lương cũ. Rồi, hiểu rồi. Tại vì mình ép từ cái bên kia qua, nó lấy nhân viên. Nhân viên nó chỉ lấy được mỗi cái lương thôi, còn cái tiếp thị đó nó không có lấy được. Ok. Vậy bây giờ mình sẽ nghĩ tiếp một cái phương án khác. Một phương án khác phù hợp hơn. Một phương án khác phù hợp hơn. Để mình sửa chỗ này. Như vậy ở chỗ này cập nhật. Nếu là nhân viên. Như vậy mình có mã nhân viên mới nè. Mã nhân viên mới. Tên nhân viên. Nhập mã nhân viên. Nếu như từ từ để mình đưa vô sao cho nó hợp lý ha, để cho nó khỏi có bị mất cái thông tin của nhân viên đó. Mình vô mình sẽ nhập tên. Get thông tin ra. Ok. Như vậy chỗ này mình chưa cần vội là mình gán nhân viên, mà mình sẽ kiểm tra bạn này. Get nhân viên và get mã nhân viên là mã cũ. Hỏi thử cái mã mới này có nhập không. Nếu như mà người ta enter nếu như là enter bỏ cái này luôn đi, tí nữa mình kiểm sau. Rồi tự như vậy ở đây netline chỗ này chúng ta cũng cứ nhập vô rồi để kiểm tra sau. Rồi lương cũ chúng ta cũng lấy từ lương cái này. Rồi nhập vô. Nhập vô đây. Mình có cái tên, có cái mã. Rồi có cái lương. Nếu như lương. Lương
Rồi, nếu như có lương thì cập nhật vô đây. Còn không thì thôi. Rồi, như vậy chỗ này mình cũng bỏ set lương luôn. Và xuống đây. Nếu như nhân viên thì chúng ta sẽ có nhân viên NV bằng danh sách nhân viên chấm get y. Rồi, xuống đây mình mới lấy là nhân viên chấm set mã nhân viên. Như vậy mình sẽ lấy là mã nhân viên mới. À, mình phải xét cái đây chứ. Get mã nhân viên. Nếu như mã nhân viên mới mà khác rỗng. Nếu như mã nhân viên mới mà khác rỗng thì nhân viên bằng get nhân viên này bị trùng hả? Trùng. Rồi, nhân viên new mã nhân viên new mã. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra đến tên nhân viên new. Nếu tên nhân viên new mà empty thì chỗ này nhân viên new sẽ set lại họ tên. Tương tự như vậy. Lương. Mình nhập vô lương. Nếu lương new. Nếu lương new không bằng null. Nếu lương new không bằng null. Đây, lương new đã bạc qua rồi nè. Nếu lương new mà không bằng null thì nhân viên new chấm set lương bằng lương new. Và xuống dòng chúng ta sẽ set lương new danh sách. Ok. Rồi. À, nếu trong trường hợp mà là tiếp thị thì chỗ này chúng ta sẽ có nhân viên tiếp thị bằng cái thằng này. Danh sách nhân viên bằng cái thằng này. Và chúng ta cũng lấy doanh số new rồi chúng ta set doanh số. Vậy ở chỗ này chúng ta copy cái này xuống. Đối với lại doanh số hay hồng xong. Doanh số và hoa hồng xong thì chúng ta sẽ có nhân viên tiếp thị set
nhân viên tiếp thị. Rồi, tương tự như vậy, chúng ta sẽ có trưởng phòng, và trước khi chúng ta set cái này thì chúng ta sẽ set như vậy, chỗ này nó sẽ là nhân viên trưởng phòng. Nhân viên trưởng phòng. Rồi, ok. Set lại nhân viên trưởng phòng. Chạy lại nha. Code của chúng ta. Các bạn tí nữa bạn nào muốn tham khảo chuyên sâu thì các bạn sẽ tham khảo kỹ lại giúp thầy. Chức năng 1. Nhân viên. Mã số nhân viên. Tên nhân viên. Lương 1. Có số 2, mã số tiếp thị, tên tiếp thị, lương 2, dân số 2, Huê Hồng 2, trưởng phòng, TB, lương 3, trách nhiệm 3, 0, số 2, xuất, ok. Số 5, mình sẽ cập nhật bạn tiếp thị. Mã nhân viên cũ là tiếp thị. Mình để là tiếp thị 1. Tên nhân viên cũ là tiếp thị. Nguyễn Hoa. Lương cũ 2 thành 22. Thoát. Tiếp thị. Ấu la la lương cũ 2 thoát. Ủa sao tự nhiên nó thoát ta? Nếu là tiếp thị hết nhân viên dân số cũ. Dân số string. Hồi nãy chỗ này nó đang chạy đến đâu? Lương cũ. Nó mới đến đây à? Rồi, nếu mà nó chạy như vậy hơi khó thì mình sẽ debug vô. Các bạn sẽ cố gắng debug vô để mình mới tìm ra được nguyên nhân ha. Chứ còn nếu như mà tình hình này thì mình không debug là mình không sẽ bắt được cái nguyên nhân tại sao nó lỗi. Đây cũng là một trường hợp rất hay để chúng ta học thêm cách debug. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ debug vô đây. Nếu như nó đã nhập được như vậy rồi, ok, mình sẽ chạy debug nha các bạn, không có run nha. Rồi, chức năng 1. 1 là nhân viên. NV lương 1 có 2 nhân viên tiếp thị, họ tên tiếp thị, lương 2, dân số 2, Huê Hồng 2, có trưởng phòng, lương 3, trách nhiệm 3, 0, chức năng số 5, mã nhân viên cần cập nhật tiếp thị. Tiếp thị. Mình bấm vô cập nhật luôn đi, cập nhật. Rồi, ok. Tiếp thị enter, nó sẽ nhảy vô đây thì chúng ta sẽ bấm F8. Nhân viên
Nhân viên thứ hai tiếp thị, mình sẽ kiểm tra cái thằng này. Mình kiểm tra cái thằng này. Mã nhân viên new watch get danh sách y tiếp thị, đúng kiểu là tiếp thị nè, chính xác ha. Tiếp thị rồi. Chỗ này mình không cần, mình chưa cần đến cái dòng này, tí mình bỏ dòng này đi. Mã nhân viên rồi, ok, mình sẽ chạy hai cửa sổ. Bên này nhân viên mới tiếp thị TT1. Rồi nó chạy xuống đây. Nó hỏi mình tên nhân viên. Tên nhân viên mới Nguyễn An. Enter. Lương cũ. Lương bằng null. Lương string. Lương mới 22. Enter. Nếu lương empty, lương new, lương new bằng 22, lương new bằng 22, giờ nó đi xuống đây. Nếu nhân viên bằng instant nhân viên, nhân viên get y là tiếp thị, ok. Next. Tiếp thị mà nếu get danh sách nhân viên thứ y instant tiếp thị mà ta get y tiếp thị sao nó lại nhảy vô đây. Get nhân viên mình muốn nếu nhân viên này không cần get nhân viên bằng mã nhân viên cập nhật mã nhân viên. Nếu
Nhân viên viết đi. Rồi mình thử đưa cái thằng trưởng phòng trước coi, trưởng phòng trước coi nó có tiếp thị trưởng phòng. Nếu là trưởng phòng thì rồi mình vô mình kiểm tra trưởng phòng trước, nếu không phải trưởng phòng thì xuống tiếp thị, nếu không phải tiếp thị thì xuống đến nhân viên. Thử coi có phải là do tất cả mọi thứ nó đều cho đó là nhân viên hay không. Một mã số nhân viên lương 1. Số 2 tiếp thị lương 2 2 2. Không, số 3 trưởng phòng 3 3. Không, chức năng 3 nhân viên tiếp thị. Năm chứ, nhân viên tiếp thị 1. Ủa mình rinh luôn rồi. Ok. Tiếp thị 1. Lương cũ 22. Doanh số đúng rồi. 22. Chức năng 2. Đúng rồi đó. Tại vì nhân viên tiếp thị và trưởng phòng nó được kế thừa từ nhân viên. Ok, chức năng 5. Cập nhật là trưởng phòng. Cập nhật mới trưởng phòng 1. Tên trưởng phòng 1. Lương cũ 33. Trách nhiệm 333. Ok. Rồi. Tốt rồi ha. Như vậy khi các bạn code có sai, có sửa mới có tiến bộ, không có gì phải ngại cả. Như vậy lý do hồi nãy tại sao mà nó sai? Lý do là mình kiểm tra nhân viên trước. Mà vấn đề của chúng ta là nếu như chúng ta kiểm tra nhân viên trước thì trưởng phòng cũng là nhân viên, tiếp thị cũng là nhân viên. Cho nên nó vô một cái là nó kiểm tra cái thằng nhân viên là nó thấy đúng nhân viên rồi. Là nó vô. Nó vô xong là nó bỏ qua mấy thằng kia luôn. Đấy. Cho nên là cái code chỗ này thầy nói là rất rất hay. Nếu trong trường hợp mà mình không nhập gì hết thì nó sẽ bỏ qua. Mình không cần nhập gì hết thì nó sẽ bỏ qua những cái trường mà chúng ta để trống thì nó không cần thay đổi gì. Và đó là cái code mà thực tế khi chúng ta cập nhật. Nếu như mà các bạn viết bằng giao diện đồ họa thì các bạn sẽ show hết ra,
và những vị trí nào mà không có thay đổi thì không cần cập nhật lại. Đấy. Còn nếu mà chúng ta viết trên console thì chúng ta sẽ so sánh là có rỗng không. Nếu không rỗng, cái này là không rỗng, thì mới set, còn rỗng thôi bỏ. Rỗng thì bỏ, không set. Tức là khi mà chúng ta không nhập gì, tức là không muốn thay đổi. Được chưa các bạn? Hơi khó ha. Bài này là khó đó. Dài, rất dài. Cho nên bạn nào giỏi thì chúng ta mới hiểu được. Còn nếu mà bạn nào chưa giỏi thì chúng ta có thể tham khảo. Thì các bạn cứ cố gắng lên. Nếu cần thì chúng ta hỏi thêm. Các bạn có cần hỏi gì thêm về cái bài cập nhật này không? Có thấy hay không?